vị và các bạn đến với chương trình Doanh nghiệp hôm nay do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Văn phòng phía Nam phối hợp thực hiện. Và bây giờ là những nội dung chính của chương trình. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra triển lãm quốc tế về xây dựng máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng, phương tiện thi công. Tham gia hội chợ lần này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Osavina thành phố Hồ Chí Minh chuyên sản xuất cung ứng các thiết bị và công cụ chuyên dùng cho ngành đá granite và lắp ráp kính đã mang đến nhiều sản phẩm mới như thiết bị kẹp tấm đá đa năng, thiết bị kẹp tấm đá loại tay kéo, cao su cây đá, giá cẩu xe nâng cố định, khu vận chuyển tấm đá chuyên dụng v.v. Đây là những sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, được chế tạo theo công nghệ tiên tiến của Australia, Italy, Cộng hòa Liên bang Đức, nhằm góp phần giảm nhẹ sức lao động, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí nhân công, an toàn và tiện lợi khi sử dụng. Hơn 10 năm nay, sản phẩm của Osavina đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới như Australia, Hoa Kỳ, Canada, Brazil, Italy, Cộng hòa Liên bang Đức, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Liên bang Nga, Ấn Độ. Riêng tại thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp đã có hơn 200 đại lý phân phối với nhiều tính năng nổi trội, giá thành hợp lý. Sản phẩm của Osavina đem đến sự hỗ trợ lớn về công cụ lao động cho người tiêu dùng trong nước ở lĩnh vực đá granite và ngành kính xây dựng. Về cái định hướng phát triển của cái đại nội địa Việt Nam á, nói chung á, thì nói riêng cũng như là ở tại Đông Nam Á nói chung, thì chúng tôi sẽ trước mắt thì chúng tôi sẽ tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh trước. Trong giai đoạn sau thì chúng tôi sẽ đánh vào các những cái thành phố lớn như là Hà Nội, Đà Nẵng và sau đó là các tỉnh thành nhỏ. Thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng lập ra một cái đội ngũ cán bộ kỹ thuật để hướng dẫn cho các người tiêu dùng sử dụng được cái sản phẩm chúng tôi có hiệu quả.